Quý cô bác và anh chị kính mến, Minh và Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, và sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chỉnh gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, tuần vàng hốt bạc tháng 10 âm lịch 2024. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 được Phật trời ưu ái, trúng lớn liên tiếp, giàu sang sư ông sướng. Xin kính chào các bác đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi, kính chúc các bác tháng mới nhiều may mắn, sức khỏe và thành công các bác nhé. Các bác thân mến, người sinh năm 1965, tuổi Ất Tỵ, thuộc mệnh phúc đăng quả trong ngũ hành, tức là lửa ngọn đèn. Những người mang mệnh quả này luôn tỏa sáng và tạo ra năng lượng ấm áp, rực rỡ trong cuộc sống của mình. Theo quan niệm phong thủy phương Đông, vạn vật đều hình thành từ năm nguyên tố cơ bản: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Sự hài hòa giữa các nguyên tố này không chỉ giúp điều hòa công việc, sức khỏe mà còn hỗ trợ sự thăng tiến trong tình duyên và cuộc sống. Trong mối quan hệ tương sinh tương khắc của ngũ hành, quả được sinh ra từ mộc và nuôi dưỡng thổ, tạo nên sự tuần hoàn năng lượng bền vững. Vì thế, người sinh năm 1965 nên chọn những màu sắc phong thủy mang tính mộc như xanh lục hoặc các màu thuộc tính quả như đỏ, hồng, tím để kích thích tài vận, may mắn. Đặc biệt, màu xanh lục sẽ giúp mệnh quả của họ phát triển mạnh mẽ, mở rộng sự thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, cần tránh xa các màu thuộc mệnh thủy như xanh lam và đen, vì thủy khắc quả dễ gây cản trở cho năng lượng tự nhiên của bản mệnh, làm giảm sự thuận lợi trong mọi việc. Về tình duyên và quan hệ xã hội, tuổi Ất Tỵ hợp với các tuổi Sửu và Dậu là những người có sự tương trợ và gắn bó lâu dài, tạo nên những mối quan hệ vững chắc. Nếu là vợ chồng sẽ hạnh phúc, còn đối tác sẽ cùng nhau phát triển bền vững. Tuy nhiên, tuổi Ất Tỵ cần thận trọng khi tiếp xúc với tuổi Dần, Thân, Hợi, vì đây là những tuổi tứ hành xung. Sự bất đồng quan điểm giữa họ thường khó giải quyết, dễ dẫn đến căng thẳng và mâu thuẫn kéo dài nếu không có sự cảm thông và chia sẻ. Trong phong thủy và cuộc sống hàng ngày, việc hiểu rõ mối quan hệ tương sinh, tương khắc sẽ giúp người sinh năm 1965 tận dụng tối đa vận mệnh của mình, từ đó mang lại cuộc sống hạnh phúc, thành công và bình an. Để kích hoạt tài lộc và mang lại may mắn cho người sinh năm 1965, tuổi Ất Tỵ, phong thủy đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hỗ trợ và cải biến vận mệnh. Theo quan niệm phong thủy, không chỉ vận mệnh mà cả phong thủy cũng có tác động lớn đến tài lộc, sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Người tuổi Ất Tỵ được bảo hộ bởi Phật bản mệnh Phổ Hiền Bồ Tát, vì Phật mang trí tuệ, kiên nhẫn và sức mạnh giúp vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Những ai đang thi cử, khởi nghiệp hay gặp thử thách, khi cầu nguyện trước Ngài sẽ nhận được sự che chở và dẫn lối. Ngoài ra, đá quý phong thủy cũng là một phần không thể thiếu giúp người tuổi Ất Tỵ tăng cường tài vận và may mắn. Các loại đá như mã não đỏ, thạch anh tím, thạch anh hồng và thạch anh xanh aventurine không chỉ mang năng lượng tích cực mà còn hỗ trợ trong việc giữ bình an, tạo ra cơ hội và thịnh vượng cho chủ nhân. Ví dụ, mã não đỏ được coi là bùa hộ mệnh trừ tà, giúp người đeo tĩnh tâm và có giấc ngủ ngon. Thạch anh tím giúp gia tăng sự linh hoạt trong giao tiếp và mang lại may mắn trong các mối quan hệ. Trong khi thạch anh xanh aventurine được biết đến như viên đá tài lộc, giúp biến những ước nguyện về công danh, tài chính thành hiện thực. Ngoài trang sức phong thủy, các linh vật và vật phẩm như Phật tổ Như Lai, Tỳ Hưu, Thiềm Thừ, cốc tài lộc, quả cầu phong thủy hay tháp giăng xương
cũng rất phù hợp để thu hút tài lộc và mang lại bình an cho người tuổi Ất Tỵ. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là các vật phẩm phong thủy cần được làm từ đá quý tự nhiên để đảm bảo mang năng lượng linh khí của đất trời, giúp chủ nhân hấp thụ được vận may và thịnh vượng từ vũ trụ. Tổng quan tử vi tháng 10 âm lịch tháng Ất Hợi của năm Giáp Thìn 2024 cho tuổi Ất Tỵ 1965. Bước vào tháng 10 âm lịch, vận trình của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 gặp nhiều sóng gió trong sự nghiệp. Đây không phải là tháng mà bạn có thể hoàn toàn chuyên tâm vào công việc, bởi tâm trí dường như luôn hướng về những thú vui ngoài lề, sự hấp dẫn của những cuộc gặp gỡ, những chuyến đi xa, hay chỉ đơn giản là một cuộc vui đột xuất, lại khiến bạn dễ dàng sao nhãng, bỏ bê trách nhiệm công việc chính, việc bắt tay vào làm một dự án từ đầu đến cuối, hoàn thiện một cách chỉnh chu, không phải là mục tiêu chính của bạn trong tháng này. Chính vì vậy, sự nghiệp của bạn trở nên bất ổn, dễ dàng thay đổi, hoặc bạn có thể cảm thấy chán nản với ngành nghề hiện tại, muốn tìm đến những lĩnh vực mới mẻ hơn. Xu hướng tự do và khám phá bản thân mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhiều người tuổi Ất Tỵ sẽ cảm thấy mong muốn thay đổi công việc, tìm kiếm những lựa chọn tự do hơn, như làm việc bán thời gian, làm việc tự do hay thậm chí tự khởi nghiệp. Bạn có thể cảm nhận rõ rệt rằng những công việc gò bó, khuôn khổ truyền thống không còn phù hợp với mình. Thay vào đó, bạn muốn tự tay tạo dựng những dự án cá nhân, khám phá tiềm năng bản thân trong môi trường linh hoạt và sáng tạo hơn. Tuy nhiên, mặt tài chính lại không mấy suôn sẻ, ảnh hưởng của đại hao khiến tiền bạc dễ dàng bay hơi với hàng loạt lý do, có thể là vì những sự kiện gia đình như cưới hỏi, ma chay, sinh nhật hay những tình huống bất ngờ khác. Nhưng điều đáng lo ngại nhất là nguy cơ mất tiền oan do tin tưởng người khác quá mức, hoặc thiếu hiểu biết trong các quyết định tài chính quan trọng. Đây là thời điểm mà bạn cần tỉnh táo, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi rút hầu bao hay đưa ra các quyết định lớn về tiền bạc. Trong bối cảnh này, sự chậm rãi, thận trọng chính là chìa khóa giúp bạn duy trì sự bình an trong tâm hồn, thay vì sống vội vàng, gấp gáp như trước. Bạn nên học cách sống chậm lại để có thể tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc, đồng thời tránh được những sai lầm không đáng có. Việc điều chỉnh lối sống, tìm đến những thú vui nhẹ nhàng, thanh tịnh cũng sẽ giúp bạn cảm nhận sự an lành trong tháng đầy biến động này. Nguyệt lệnh tử cho thấy tháng này bạn sẽ phải đối diện với nhiều thử thách, công việc trở nên khó khăn hơn khi bạn phải tự mình đảm đương mọi việc. Ít có sự hỗ trợ từ bên ngoài, bạn có thể cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong những lúc cần nhất. Tuy nhiên, thay vì chờ đợi sự giúp đỡ từ người khác, bạn nên chủ động hơn trong việc giải quyết vấn đề. Đừng đặt quá nhiều hy vọng vào những lời hứa hẹn, vì chúng có thể chỉ là lời nói gió bay, không thực sự mang lại kết quả như mong đợi. Về sức khỏe, đây cũng là một lĩnh vực khiến bạn phải bận tâm, không chỉ bản thân bạn mà sức khỏe của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là người lớn tuổi và trẻ nhỏ, có thể gặp vấn đề khiến bạn phải tiêu tốn thời gian và tiền bạc để chăm lo. Sự lo lắng cho người thân cộng với áp lực công việc sẽ khiến bạn dễ mệt mỏi và kiệt sức hơn. Lời khuyên cho tuổi Ất Tỵ trong tháng này là hãy thận trọng trong mọi quyết định, học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, dù có khó khăn. Hãy nhớ rằng chỉ cần bạn kiên trì, biết điều chỉnh bản thân, tháng Ất Hợi này sẽ mang lại những bài học quý giá giúp bạn trưởng thành hơn. Tử vi sự nghiệp tuổi Ất Tỵ tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn 2024. Tháng 10 âm lịch năm 2024 mở ra một giai đoạn không dễ dàng trong sự nghiệp của người tuổi Ất Tỵ 1965. Những áp lực từ công việc có thể khiến bạn cảm thấy chán nản, thậm chí mất phương hướng trong quá trình phát triển nghề nghiệp. Thay vì giữ vững trách nhiệm và hoàn thiện những gì mình đã bắt đầu, bạn dễ rơi vào trạng thái mất tập trung, bị lôi cuốn bởi những dự án mới mà bỏ qua công việc hiện tại. Tính cách cả thèm chóng chán khiến bạn muốn thử sức ở những dự án mang tính mới mẻ, nhưng lại thiếu kiên nhẫn để đi đến đích cuối cùng. Trong tháng này, nếu không biết nhìn nhận những sai lầm của bản thân và rút ra bài học từ đó, bạn sẽ khó có cơ hội được cấp trên đánh giá cao, tinh thần làm việc mờ nhạt. Thiếu sự cam kết dài lâu khiến người tuổi Ất Tỵ có thể mất đi những cơ hội thăng tiến quan trọng hoặc gặp khó khăn trong việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên. Đây chính là thời điểm để bạn học cách nhìn nhận và chấp nhận khuyết điểm của mình, đồng thời điều chỉnh thái độ làm việc để không rơi vào dòng xoáy của sự thất bại. Dù tinh thần cạnh tranh trong công việc có thể thúc đẩy bạn đạt được những thành công nhất định, nhưng nếu để sự hiếu thắng chi phối quá mức, bạn có nguy cơ tự tạo ra mâu thuẫn với những người xung quanh. Cạnh tranh là cần thiết để khẳng định bản thân,
nhưng cần đi đôi với sự khiêm nhường và nhã nhặn. Nếu bạn tỏ ra quá ngạo mạn hoặc coi thường người khác, sự nghiệp sẽ khó có thể phát triển bền vững. Vì vậy, hãy giữ cho mình một thái độ đúng mực, tôn trọng người khác và biết lắng nghe những góp ý xung quanh trong môi trường công việc. Điều quan trọng không chỉ nằm ở việc bạn có thể làm được bao nhiêu, mà còn là cách bạn giao tiếp và phối hợp với mọi người. Tháng này, tuổi Ất Tỵ cần đặc biệt chú ý trong giao tiếp để tránh hiểu lầm không đáng có. Những mâu thuẫn nhỏ có thể bị thổi phồng thành xung đột nếu bạn không khéo léo trong cách xử lý tình huống. Nếu có thể, hãy giúp đỡ những đồng nghiệp xung quanh trong khả năng của mình. Điều này không chỉ giúp tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp, mà còn mở ra những cơ hội hợp tác, học hỏi lẫn nhau trong tương lai. Người tuổi Ất Tỵ vốn được đánh giá cao về sự đa tài, tháo giác. Bạn có thể thành thạo trong nhiều lĩnh vực, từ quản lý, sáng tạo cho đến kỹ thuật. Tuy nhiên, đừng quá tự phụ và tự tin thái quá về khả năng của mình. Thông minh là một phẩm chất quý giá, nhưng để đạt được thành công và hạnh phúc bền vững, điều đó chưa bao giờ là đủ. Thế giới ngoài kia còn rất nhiều người tài giỏi và không phải ai thông minh cũng giàu có hay hạnh phúc. Quan trọng là bạn cần biết giữ vững sự khiêm tốn, học cách lắng nghe và không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Tháng Ất Hợi này chính là cơ hội để bạn trưởng thành, để nhận ra rằng sự nghiệp không chỉ là đích đến, mà còn là quá trình học hỏi và hoàn thiện. Chỉ cần bạn biết giữ cho mình một tinh thần cởi mở, khiêm nhường và kiên nhẫn, những khó khăn trước mắt sẽ dần qua đi, nhường chỗ cho những cơ hội mới đang chờ đợi. Tử vi tài lộc tuổi Ất Tỵ tháng 10 âm lịch tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn 2024. Tháng 10 âm lịch năm 2024 không mang lại nhiều may mắn về tài lộc cho người tuổi Ất Tỵ. Với sự xuất hiện của sao Nhất Bạch tại cung chính Đông, báo hiệu một tháng đầy thử thách về mặt tài chính. Dù bạn có thể kiếm được một số tiền không nhỏ, nhưng việc giữ lại được số tiền ấy lại là điều rất khó khăn. Những trách nhiệm gia đình và xã hội, cùng với việc phải hỗ trợ những người xung quanh, khiến túi tiền của bạn nhanh chóng hao hụt. Sự gánh nặng này đôi khi không phải là điều bạn có thể tránh, nhưng việc lập kế hoạch tài chính cẩn thận sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định trong chi tiêu. Trong tháng này, tình hình tài chính của bạn không mấy khởi sắc, đặc biệt là với những ai từng có ý định gian dối hoặc không trung thực trong làm ăn. Nhân quả sẽ đến nhanh hơn bao giờ hết, và bạn có thể phải trả giá bằng việc mất đi niềm tin từ đối tác. Hậu quả của sự thiếu trung thực trong công việc sẽ là sự sụt giảm các hợp đồng và đơn đặt hàng, khiến doanh thu giảm sút đáng kể. Điều này là lời nhắc nhở mạnh mẽ cho bạn. Trong kinh doanh, chữ tín và sự minh bạch luôn là yếu tố then chốt để xây dựng thành công bền vững, thay vì oán trách giận may không mỉm cười với mình. Hãy nhìn nhận vấn đề từ góc độ thực tế hơn, đừng tiếp tục tự hỏi tại sao mãi mình vẫn nghèo, và hãy bắt đầu hành động từ những điều nhỏ nhặt nhất. Có lẽ bạn cần một khởi đầu khiêm tốn, nhưng nếu bạn biết cách kiên trì, phát triển từ những khoản thu nhập nhỏ, tài lộc sẽ từ từ tăng trưởng theo thời gian. Hãy bắt đầu bằng cách thiết lập mục tiêu tài chính cụ thể và lên kế hoạch từng bước để đạt được những mục tiêu đó. Dù quá trình này có thể chậm chạp, nhưng nó sẽ đưa bạn đến sự ổn định về tài chính trong tương lai. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà sự giàu có không chỉ phụ thuộc vào sự lao động chân tay, mà còn cần đến sự khôn ngoan và sáng suốt. Người tuổi Ất Tỵ trong tháng này cần phải nhận thức rõ rằng, nếu chỉ chăm chăm làm việc bằng sức lực mà không vận dụng trí óc, bạn chỉ đang biến mình thành công cụ trong tay người khác. Để thực sự tạo ra giá trị lớn, bạn cần biết cách dùng đầu óc để kiếm tiền, tìm ra những cơ hội sáng tạo và khác biệt, thay vì chỉ chạy theo lối mòn cũ kỹ. Một bài học lớn mà bạn sẽ nhận ra trong tháng này là việc lựa chọn đúng đắn sẽ quyết định vận mệnh tài lộc của mình. Sự lựa chọn sáng suốt chiến lược không chỉ giúp bạn tránh xa những rủi ro không đáng có, mà còn mở ra những cánh cửa mới cho tài lộc dồi dào hơn. Nếu bạn không biết lựa chọn con đường đúng, bạn sẽ dễ dàng bị lạc lối, mất phương hướng và dần dần tài lộc cũng sẽ trượt ra khỏi tầm tay. Hãy cẩn thận xem xét từng quyết định trong công việc và tài chính của mình, vì đôi khi những lựa chọn nhỏ bé lại có sức ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của bạn. Tử vi sức khỏe tuổi Ất Tỵ tháng 10 âm lịch tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn 2024. Tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 là khoảng thời gian mà người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe của mình. Những biến đổi thời tiết đột ngột, từ nóng sang lạnh, khiến cơ thể bạn dễ bị ảnh hưởng. Đặc biệt là khi hệ miễn dịch đang có dấu hiệu suy giảm, bạn có thể sẽ thường xuyên bị cảm lạnh, nhức mỏi hay các triệu chứng ốm vặt khác. Để hạn chế tình trạng này, việc thay đổi thói quen ăn uống là điều rất cần thiết. Ưu tiên các món ăn và đồ uống ấm,
sẽ giúp bạn giữ được sức khỏe ổn định hơn, đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến hô hấp, hạn chế tối đa việc sử dụng đồ uống lạnh và tăng cường bổ sung các loại rau củ quả tươi theo mùa. Vừa giàu chất dinh dưỡng, vừa giúp tăng cường sức đề kháng tự nhiên của cơ thể, sức khỏe không chỉ đến từ việc ăn uống mà còn từ lối sống hàng ngày của bạn. Trong tháng này, sự xuất hiện của sao Nguyệt Mã nhắc nhở rằng bạn cần phải đặc biệt cẩn trọng khi di chuyển, sao này mang theo những điềm báo không mấy thuận lợi liên quan đến tai nạn bất ngờ. Đặc biệt là ở các chi như tay và chân, bạn cần tập trung khi tham gia giao thông, không vội vã hoặc lơ là, dù đó chỉ là những chuyến đi ngắn. Việc thận trọng từng bước đi không chỉ giúp bạn bảo vệ bản thân, mà còn tránh được những sự cố không đáng có, gây ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của mình. Ngoài ra, một thói quen nhỏ nhưng vô cùng hữu ích mà bạn nên duy trì trong tháng này là giấc ngủ trưa. Sau nửa ngày làm việc căng thẳng, một giấc ngủ trưa ngắn không chỉ giúp cơ thể bạn tái tạo năng lượng, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe tinh thần. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngủ trưa giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, đồng thời mang lại sự tập trung và sáng suốt cho phần còn lại của ngày. Nếu công việc bận rộn khiến bạn khó có thể sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, hãy cố gắng thu xếp để có ít nhất 15 đến 30 phút thư giãn, thả lỏng đầu óc. Điều này sẽ giúp bạn duy trì sự cân bằng giữa công việc và sức khỏe, giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Hãy nhớ rằng, sức khỏe là vốn quý nhất. Dù có bận rộn đến đâu, bạn vẫn cần dành thời gian chăm sóc bản thân và không bỏ qua những dấu hiệu nhỏ của cơ thể. Một cuộc sống lành mạnh bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong lối sống hàng ngày, từ việc ăn uống, nghỉ ngơi, cho đến sự cẩn trọng trong từng hành động. Tử vi tình duyên tuổi Ất Tỵ tháng 10 âm lịch tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn 2024. Tháng 10 âm lịch năm 2024, người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 sẽ phải đối mặt với những thách thức không nhỏ trong chuyện tình cảm khi hai người đã trải qua một quãng thời gian dài bên nhau. Mối quan hệ không tránh khỏi những sóng gió, những bất đồng nhỏ dần tích tụ, và nếu không biết cách xử lý khéo léo, chúng sẽ trở thành những vết rạn nứt khó hàn gắn. Đây là thời điểm nhạy cảm khi tứ hành xung xuất hiện, nhắc nhở bạn rằng những lời nói vô tình, tưởng chừng như vô hại lại có thể trở thành nguyên nhân khiến mối quan hệ đổ vỡ. Một lời nói lỡ lời có thể gây ra tổn thương sâu sắc, đặc biệt là khi cả hai đang trải qua những giai đoạn căng thẳng. Đừng để những giây phút giận hờn làm mất đi sự gắn kết đã có. Chiến tranh lạnh không phải là giải pháp, mà ngược lại nó chỉ khiến hai người ngày càng xa cách hơn. Trong tình yêu, việc giao tiếp cởi mở, chia sẻ chân thành là chìa khóa quan trọng nhất để giải quyết mọi hiểu lầm, thay vì giữ im lặng và nuôi dưỡng những cảm xúc tiêu cực. Hãy chủ động bày tỏ suy nghĩ của mình một cách tích cực. Bạn không cần phải đồng ý với đối phương trong mọi vấn đề, nhưng sự thấu hiểu và lắng nghe sẽ giúp mối quan hệ trở nên bền chặt hơn. Đây cũng là lúc để bạn nhìn lại bản thân, điều chỉnh cách cư xử, tránh làm đối phương tổn thương thêm. Một yếu tố quan trọng nữa trong tình cảm là sự linh hoạt trong ứng xử. Hãy nhìn nhận thái độ của người bạn đời, không chỉ từ những gì họ nói mà còn từ cảm xúc và hành động của họ. Mỗi người đều có những khó khăn riêng trong cuộc sống, và có lẽ đối phương đang trải qua một giai đoạn mệt mỏi mà bạn chưa kịp nhận ra. Hãy đặt mình vào vị trí của họ để hiểu và đồng cảm. Đừng quên rằng mối quan hệ không chỉ dựa trên một người, mà là sự hợp tác từ cả hai phía. Nếu một mâu thuẫn nào đó xuất hiện, không chỉ đối phương mà bản thân bạn cũng nên xem lại mình. Đôi khi, chúng ta vô tình trở thành nguyên nhân chính của những rạn nứt mà không hề hay biết. Vì vậy, trong tháng này, hãy chú ý đến từng hành động nhỏ của mình. Một lời nói nhẹ nhàng, một cử chỉ quan tâm đúng lúc có thể hàn gắn lại những vết thương và mang đến sự ấm áp cho mối quan hệ. Tình yêu không chỉ là những lời nói hoa mỹ, mà chính là sự hiện diện của bạn bên cạnh người ấy trong những lúc khó khăn nhất. Đây là thời điểm để bạn thể hiện tình cảm một cách tinh tế hơn, để tình yêu không chỉ tồn tại mà còn nở rộ, bền vững qua mọi thử thách của cuộc sống. Tiếp theo là tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 10 âm lịch. Chúng tôi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp các bác đón lành tránh dữ và làm giàu thành công các bác nhé. Tử vi tuần 1 tháng 10 âm lịch. Tuần đầu tiên của tháng 10 âm lịch này đánh dấu khởi đầu với nhiều biến chuyển đáng chú ý trong cuộc sống của người tuổi Ất Tỵ. Ngay từ đầu tuần, bạn có thể cảm nhận được một chút căng thẳng trong công việc, áp lực từ những nhiệm vụ tồn đọng hoặc những kế hoạch chưa hoàn thành, khiến bạn khó có thể tập trung hết mình. Sao thiên không xuất hiện, ám chỉ sự rối rắm trong tư duy và kế hoạch làm việc. Tuy nhiên,
đừng vội nản lòng, đây cũng là lúc để bạn học cách kiểm soát cảm xúc, phân tích rõ ràng vấn đề và từng bước giải quyết từng nhiệm vụ một. Sự kiên nhẫn sẽ mang lại thành công trong tuần này. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và người ấy có vẻ như đang gặp phải một chút trục trặc nhỏ. Có thể là do bạn đang quá bận rộn với công việc hoặc những lo toan khác mà quên đi sự quan tâm, chăm sóc cho người mình yêu thương. Điều này khiến mối quan hệ có phần lạnh nhạt. Tuy nhiên, không gì là không thể cải thiện. Sao Hồng Loan trong tuần này gợi mở cơ hội để bạn hâm nóng lại tình yêu, những cử chỉ quan tâm nhỏ, một cuộc trò chuyện chân thành hoặc một bữa tối lãng mạn sẽ giúp hai bạn gắn kết hơn. Tài chính trong tuần này có dấu hiệu bình ổn, nhưng bạn vẫn cần lưu ý đến việc quản lý tiền bạc. Đại hao ảnh hưởng báo hiệu rằng có thể bạn sẽ phải chi tiêu khá nhiều cho những sự kiện bất ngờ như đám cưới, đám hỏi hoặc các dịp gặp mặt gia đình, bạn bè. Hãy chú ý cân đối tài chính, tránh để rơi vào tình trạng dung tay quá chán. Sức khỏe tuần này cũng đáng để quan tâm. Với thời tiết thay đổi, bạn dễ gặp phải các triệu chứng cảm lạnh, đau đầu hoặc mệt mỏi. Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng và duy trì thói quen tập luyện nhẹ nhàng. Tử vi tuần 2 tháng 10 âm lịch. Tuần thứ 2 của tháng 10 âm lịch đánh dấu một sự khởi sắc nhẹ trong sự nghiệp của bạn. Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo ổn định hơn sau tuần đầu đầy căng thẳng. Nếu bạn biết cách sắp xếp thời gian hợp lý, mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ. Sao Tử Vi và sao Long Trì cùng chiếu mệnh mang lại sự thông minh, sắc sảo trong các quyết định quan trọng. Đây là lúc bạn có thể nghĩ đến việc bắt đầu những dự án mới hoặc tìm kiếm cơ hội phát triển công việc theo một hướng đi mới mẻ hơn. Trong chuyện tình cảm, nếu như tuần trước có chút lạnh nhạt, thì tuần này lại là cơ hội để bạn và người ấy hàn gắn. Các sao tình duyên như thiên hỷ chiếu sáng, mang lại sự ấm áp và tình cảm chân thành. Đừng ngại bày tỏ cảm xúc của mình và hãy chủ động giải quyết những bất đồng nếu có. Sự thấu hiểu và lắng nghe sẽ là chìa khóa để mối quan hệ của bạn thêm phần bền vững. Tài lộc trong tuần thứ hai cũng không có quá nhiều biến động. Bạn sẽ cần tiếp tục chú ý đến việc chi tiêu hợp lý, đặc biệt là tránh xa những quyết định đầu tư hoặc chi tiêu không cần thiết. Đây chưa phải là thời điểm tốt để mạo hiểm trong tài chính. Hãy chờ đợi thời cơ phù hợp hơn trong những tuần sau. Sức khỏe trong tuần này có thể có chút cải thiện nếu bạn biết cách tự chăm sóc bản thân. Đừng quên dành thời gian cho các hoạt động thể dục nhẹ nhàng và đảm bảo giấc ngủ đủ. Tránh làm việc quá sức để giữ cho tinh thần luôn tỉnh táo và cơ thể dẻo dai. Tử vi tuần 3 tháng 10 âm lịch. Bước sang tuần thứ 3 của tháng 10 âm lịch, người tuổi Ất Tỵ sẽ cảm nhận được sự chuyển biến tích cực trong nhiều mặt của cuộc sống. Sao Thiên Đức và sao Phúc Đức cùng chiếu mệnh, mang lại nhiều may mắn và phúc khí cho bạn trong tuần này. Công việc bắt đầu có những tiến triển rõ rệt. Bạn nhận được sự giúp đỡ từ đồng nghiệp hoặc cấp trên, giúp công việc tiến hành trôi chảy hơn. Nếu có cơ hội học hỏi và trau dồi thêm kỹ năng, đừng ngại thử sức. Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn phát triển bản thân và nâng cao khả năng chuyên môn. Trong lĩnh vực tình cảm, mối quan hệ của bạn và người ấy đang trong giai đoạn thăng hoa. Cả hai đều cảm nhận được sự gắn bó, hiểu nhau hơn sau những khó khăn trước đó. Sao Đào Hoa xuất hiện, mang lại nhiều cơ hội lãng mạn cho những ai đang độc thân. Đừng ngại mở lòng và tìm kiếm cơ hội mới trong tình yêu. Còn với những cặp đôi, đây là lúc thích hợp để lên kế hoạch cho những dự định tương lai. Về mặt tài chính, tuy không có nhiều biến động lớn, nhưng tuần này bạn nên chú ý đến việc chi tiêu cho bản thân. Bạn có thể dành chút tiền để mua sắm hoặc chăm sóc bản thân, giúp nâng cao tinh thần và tạo thêm động lực trong công việc. Tuy nhiên, đừng quên rằng quản lý tài chính một cách thông minh vẫn là yếu tố quan trọng. Sức khỏe tuần này khá ổn định, nhưng bạn vẫn cần chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi. Hãy thói quen ăn uống lành mạnh, bổ sung thêm vitamin và dưỡng chất cần thiết để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Tử vi tuần cuối tháng 10 âm lịch. Tuần cuối của tháng 10 âm lịch sẽ mang lại nhiều thay đổi quan trọng cho người tuổi Ất Tỵ. Đây là thời điểm mà mọi nỗ lực của bạn trong suốt tháng đều sẽ được đền đáp. Công việc của bạn đạt được những kết quả tích cực nhờ sự kiên trì và cố gắng không ngừng. Sao Thái Dương chiếu mệnh mang đến ánh sáng và sự thành công cho những ai luôn nỗ lực. Bạn có thể nhận được lời khen từ cấp trên hoặc thậm chí là những cơ hội thăng tiến bất ngờ. Hãy tự tin và tiếp tục phát huy năng lực của mình. Tình cảm của bạn trong tuần này cũng có nhiều dấu hiệu tích cực. Nếu bạn đã trải qua một giai đoạn khó khăn với người yêu, thì tuần này sẽ là lúc cả hai tìm lại sự cân bằng và hòa hợp. Sao Thiên Đồng xuất hiện, báo hiệu một giai đoạn yên bình.
êm ấm trong mối quan hệ với những ai còn đang độc thân, đây có thể là lúc bạn gặp được người khiến trái tim rung động. Tài chính tuần cuối có phần khởi sắc, những khoản thu nhập phụ có thể đến từ những công việc làm thêm hoặc từ những dự án nhỏ mà bạn đã đầu tư trước đó. Tuy nhiên, hãy cẩn thận khi đưa ra các quyết định chi tiêu lớn, đừng để cảm xúc chi phối mà dung tay quá chán, bởi điều này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính dài hạn của bạn. Sức khỏe trong tuần này cần được quan tâm đặc biệt, nhất là với những người có thói quen làm việc quá sức. Hãy đảm bảo rằng bạn không để bản thân rơi vào tình trạng kiệt quệ về cả thể chất và tinh thần. Nghỉ ngơi, thư giãn và dành thời gian cho gia đình sẽ giúp bạn tái tạo năng lượng và duy trì sự cân bằng trong cuộc sống. Tiếp là chuyên mục nhân sinh cảm ngộ tháng 10 âm lịch. Thưa các bác, trong kinh điển, Đức Phật dạy rằng trên đời có 3 kiểu người được Phật Bồ Tát quý nhất, làm gì cũng may mắn hơn người nhờ có sự che chở độ trì của Bồ Tát. Hy vọng bạn cũng sẽ là một trong số những người như vậy. Những người thường đi cúng dường Bồ Tát nhất định phải hiểu được tôn trì của Ngài thì mới mong được Bồ Tát che chở độ trì. Theo quan điểm của giáo lý nhà Phật, Bồ Tát Quan Thế Âm là biểu tượng của lòng đại bi, nền tảng của mọi công hạnh tu tập, mà cũng là chỗ nương cậy mong cầu cứu khổ của tất cả chúng sinh. Vì thế, các bậc hành giả khi tu tập đều quy hướng về Ngài như một tấm gương sáng để noi theo, mà tất cả chúng sinh đang khổ đau cũng quy hướng về Ngài để được che, dắt dẫn. Cho nên dù là kẻ quê mùa hay hàng chí giả, chỉ cần có lòng hướng Phật, tu tâm tu thân, hướng thiện hành thiện, thì ai ai cũng sẽ được Ngài che chở và phù độ. Ngài không ghét cũng không ruồng bỏ bất cứ ai. Thế nhưng, nếu đứng góc độ phàm nhân, Phật Bồ Tát cũng có đối tượng mà Ngài thích và không thích. Người có thể nghe theo và làm theo lời dạy của Phật Bồ Tát đương nhiên chính là những người được yêu quý nhất. Còn những người không tin nhân quả, phỉ báng Phật, không kính Phật thì làm sao chư Phật Bồ Tát phù hộ cho được. Dưới đây là 3 kiểu người được Phật Bồ Tát quý nhất, hy vọng bạn cũng nằm trong số này. 1. Kiểu người thứ nhất, người tin vào nhân quả. Phật Bồ Tát luôn đối xử bình đẳng với tất cả chúng sinh. Ngài sẽ không chỉ ban phước cho bạn vì bạn thường thờ cúng và giái lạy Ngài, đồng thời Bồ Tát cũng sẽ không trừng phạt ai vì họ không thích bái Phật. Trên thực tế, Đạo Phật rất chú trọng đến luật nhân quả. Con người trồng nhân nào thì gặt quả nấy. Nhân nghĩa là nguyên nhân, là hạt, tức hạt giống. Quả là kết quả, là trái, tức là kết quả hữu hình hoặc vô hình của một hạt đã gieo trồng. Nhân và quả là hai trạng thái tiếp nối nhau mà có. Nếu bạn không gieo nhân lành mà lại muốn cầu xin Bồ Tát phù hộ để gặt hái quả lành thì Ngài chắc chắn không thể giúp bạn. Mình tự gieo nhân nào thì tự gặt lấy quả nấy. Tùy theo thiện ác nhiều ít nên có khác nhau. Nhân nào quả nấy, có thể sửa đổi nhân quả chứ không thể vượt ra ngoài nhân quả. Mỗi người khi sinh ra và lớn lên đều có hoàn cảnh riêng, không ai giống ai, buồn vui sướng khổ mỗi người mỗi vẻ. Nhưng tự chung dường như ai cũng có nỗi khổ riêng, và rồi người ta trông cậy vào thờ cúng, bói toán với mong muốn thay đổi số mệnh. Nhưng nếu không thực sự hiểu quy luật nhân quả, chúng ta sẽ không thể thay đổi được số mệnh của mình từ gốc rễ. Nhân đã tạo ra trong quá khứ thì không thể thay đổi được. Cái có thể thay đổi chính là duyên, điều kiện để tạo ra kết quả, từ đó cải thiện số mệnh của bản thân. Nói cách khác, kiếp trước ít nhiều đều làm điều xấu, nhưng kiếp này từ bỏ điều xấu làm việc thiện thì ác duyên sẽ đứt. Đạo Phật người ta cách thay đổi vận mệnh một cách tích cực và sẽ nhận được phước báo. Khi tin sâu vào luật nhân quả, con người sẽ dám làm, dám hy sinh, hướng về những điều tốt đẹp, giúp đời, giúp người. Với những hành động cao thượng, những nguyên nhân tốt ấy sẽ đem lại kết quả tốt đẹp cho mình, cho người. Phật dạy rằng, muốn biết quá khứ hay tương lai của một người chỉ cần nhìn những điều người đó đang nhận hoặc đang làm ở hiện tại là có thể biết. Được qua quy luật nhân quả, lời Phật dạy ta biết rằng, vận mệnh là do tự bản thân mỗi người nắm giữ, quyết định chứ không phải do thế lực nào tạo nên. Nhân quả dù tốt hay xấu đều tùy thuộc vào con người. Mỗi cá nhân tự gây tạo nghiệp nhân cho mình và chỉ chờ đợi diễn tiến của cái kết. Đã tin Phật thì phải tin luật nhân quả. Người tin vào nhân quả chính là một trong 3 kiểu người được Bồ Tát quý nhất. Vì chính nhân quả mà bản thân mình đã gieo trồng mới thực sự là điều phù hộ cho chúng ta, chứ không phải một thế lực siêu nhiên nào. Những người thường gieo nhân tốt có thể gặt quả tốt mà không cầu Phật, còn người thường gieo nhân xấu dù có quỳ bái lạy Phật cả đời cũng không gặt hái được quả tốt. 2. Kiểu người thứ hai, người hiếu thuận với cha mẹ. Kiểu người được Bồ Tát yêu quý và chở che thứ hai chính là những người có lòng hiếu thảo với cha mẹ. Trong Phật học có câu: hiếu kính cha mẹ tại gia,
cần gì phải thắp hương xa. Theo Phật giáo, cha mẹ là phước báo lớn nhất trên đời. Cha mẹ chính là Phật, là Bồ Tát. Hiếu kính cha mẹ chính là cúng dường chư Phật, công đức đạt được như nhau. Người xưa thường nói, bách thiện hiếu di tiên, tức là trong tất cả các đức hạnh của con người thì đạo hiếu là hàng đầu. Bởi vậy, phận làm con phải biết kính trên nhường dưới báo đáp công lao dưỡng dục sinh thành của cha mẹ. Phận làm con cái, nếu ngay cả việc hiếu thuận với cha mẹ còn không làm được, thử hỏi người đó có thể làm được việc gì khác, có thể đối xử tử tế được với những người khác hay không? Công lao to lớn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ như núi cao, như biển sâu. Thế nên dù có bận, có mệt, nhưng đừng quên chăm sóc, báo hiếu cha mẹ. Một kẻ bất hiếu rũ bỏ ân sinh dưỡng của cha mẹ, cho dù có cúng dường hậu hĩnh đến thế nào, chắc chắn sẽ không được chư Phật Bồ Tát yêu thích, tự nhiên sẽ không bao giờ được các ngài che chở độ trì. Bởi vì loại người này làm trái lời dạy của Đức Phật, không phải cùng kiểu người với các ngài. Bạn là người như thế nào, bạn sẽ thu hút những kiểu người đồng dạng như vậy đến bên cạnh. Bạn muốn kết bạn với những người như thế nào, thì trước tiên bản thân bạn phải trở thành loại người đó. Đạo Phật dạy về đạo hiếu, chư Phật Bồ Tát đều là những người con hiếu kính cha mẹ, đề cao tấm lòng hiếu thảo, răn dạy tất cả chúng Phật tử phải làm tròn chữ hiếu với bậc sinh thành. Cho nên muốn được Phật Bồ Tát che chở, bạn nhất định phải trở thành một người con có hiếu với cha mẹ. Người hiếu thuận cha mẹ thì tự nhiên sẽ cảm được chư Phật Bồ Tát, các ngài đương nhiên sẽ phù hộ độ trì che chở cứu giúp người ấy. Người xưa có câu, vật họp theo loài, người phân theo nhóm, chúng sanh trong lục đạo trời, người, Atula, ngã quỷ, súc sanh, địa ngục đều bị hấp dẫn và tác động qua lại với nhau. Người có tính khí và lòng dạ xấu xa sẽ dễ dàng thu hút chúng sanh Atula, còn người ngu si và mê muội đương nhiên sẽ dễ dàng thu hút chúng sanh của cõi súc sinh. Muốn có duyên với Phật Bồ Tát thì phải trở thành người hiếu thảo với cha mẹ, bởi người giữ tròn chữ hiếu là người dễ thu hút chúng sanh cõi trời nhất. Cũng giống như lời Phật dạy về báo hiếu cha mẹ, vận may tối thượng ở chữ hiếu. 3. Kiểu người thứ 3, người thọ giới và bố thí. Những người tu đạo, biết thọ giới và bố thí cúng dường đương nhiên cũng là một trong 3 kiểu người được Phật Bồ Tát quý nhất. Đó là những người hiểu và làm theo lời răn dạy hướng thiện, người có thể cắt bỏ nhân ác, người thích bố thí thì đương nhiên có thể gặt hái quả tốt. Thường khi nói đến thọ giới, chúng ta thường hay nghĩ ngay là không được làm điều này, không được làm điều kia, phải giữ gìn các điều cấm giới rất khó giữ mà phạm vào là coi như có tội. Chúng ta cảm thấy giới như một sự gò bó khó chịu, một gánh nặng phải đeo mang. Thế nhưng Đức Phật chế lập ra, giới vốn không phải để giới hạn bất cứ vấn đề nào cả. Và thọ giới không có nghĩa là gượng ép bản thân vào một kỷ luật sắt thép nào đó, để rồi cứ tiếp tục lòng vòng trong các cõi luân hồi bất tận. Mà thọ giới có nghĩa là thâu nhận lấy một bản thể thanh tịnh giải thoát vào tâm mình, để rồi ra sức trì giữ và phát triển cho bản thể ấy trở thành quả giải thoát viên mãn khỏi luân hồi. Giới luật của Phật giáo chú trọng tu thân làm người, điều này được gọi là ngưỡng chỉ duy Phật Đà, hoàn thành nhân cách. Ngưỡng vọng và noi theo tấm gương Đức Phật để hoàn thành nhân cách, làm một con người tốt, tu thân hoàn thành mới có thể khai phá trí tuệ sáng ngời bên trong, chứng ngộ chân lý cao nhất. Dù chúng ta ở đâu, chỉ cần giữ được giới thì sẽ càng ngày càng gần Phật. Ngày ngày tu theo Phật mà không theo lời dạy thì không thể chứng ngộ quả Phật, thoát khỏi khổ đau. Vậy còn bố thí là gì? Bố thí đơn giản là sự mở lòng ra đối với thế giới chung quanh. Đó là sự hiểu biết cảm thương đến hoàn cảnh không may của người khác để rộng lòng giúp đỡ. Mở tâm là dấu hiệu của giác ngộ, điều kiện để vượt qua tập quán tham chấp khổ đau và thực nghiệm giải thoát an lạc. Nói đơn giản, bố thí nghĩa cho cái gì của mình mà có thể đem ra cho người khác thì gọi là cho. Người Phật tử thực hành bố thí đúng pháp không bao giờ cho suông mà phải dùng tâm. Hiểu một cách đơn giản, dùng tâm nghĩa là khi bố thí cần hiểu và thấy rõ, chánh niệm cao độ với việc mình đang làm, cho nhiều hay ít, tốt hay xấu không mấy quan trọng. Điều cần thiết là hãy cho bằng cả tấm lòng, nghĩa cử trân trọng và cung kính, nguyện với lòng tăng trưởng thiện pháp này cho cuộc đời thêm vui. Thấy rõ và tin tưởng vào phước báo của việc lành đang làm, trước trong sau khi bố thí tâm đều hoan hỷ, chính là dụng tâm bố thí. Người vừa thọ giới vừa biết bố thí, thực hiện theo đúng lời răn dạy của chư Phật Bồ Tát, đương nhiên sẽ đến gần hơn với Đức Phật và được các ngài chở che gia phúc. Chỉ cần bạn tin vào luật nhân quả, hiếu thảo với cha mẹ, không làm điều ác, tích đức hành thiện, bạn là người được chư Phật Bồ Tát yêu thích, che gặp nhiều may mắn.